Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 tháng 6 năm 2022 nhâm dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 6 âm lịch, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà mua xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là những con giáp khác ra sao. Nhưng thưa quý vị, đối với con giáp này chắc chắn họ sẽ giàu nứt tường đổ vách và sống trong sự giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Canh Tý tháng 6 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có rất nhiều những thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận có thể nói rằng là vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 6 âm lịch, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua rất nhiều những giai đoạn thì chúng ta mới thực sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, và chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng thì chắc chắn họ sẽ sung sướng cả đời. Và đương nhiên ngược lại, không phải ai sinh ra chịu khổ thì sẽ phải lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố đồng hậu, phúc phận song toàn và có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói cuộc sống sung túc đủ đầy, thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy trong 12 con giáp sẽ có những con giáp được trọn vẹn điều đó bất kể là cuộc sống của những người khác có ra sao. Nhưng với con giáp này chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong sự giàu sang phú quý, không hề thiếu bất cứ một thứ gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 nhâm dần. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 6 âm lịch qua video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người sinh năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ, đất trên vách, thiên định. Người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và kính trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo, nhiều thứ và trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cải chưa có nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt. Khi đã ưu ái người nào thì người đó được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này đều rất tiết kiệm. Họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Trong tháng này, phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng có nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn. Đặc biệt, bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác, tốt nhất nên tránh can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, gia chủ cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với những người thân trong gia đình. Đừng vì làm mọi việc theo ý của mình, cũng đừng cố gắng bới móc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng gây nên sự tổn hại lớn đến các mối quan hệ và cũng làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Tý cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi công việc tháng Đinh Mùi cho gia chủ Canh Tý, sự cố gắng không ngừng nghỉ ắt mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Gia chủ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng có uy tín với những nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên đôi khi người tuổi này cũng gặp phải không ít khó khăn rắc rối trong công việc. Khuyên bạn hãy thử lắng nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi hơn, biết đâu bạn sẽ tìm được một hướng đi mới trong giải quyết công việc của mình. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Canh Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng Đinh Mùi năm nhâm dần 2022, mặt tài chính của con giáp này không có nhiều biến động. Mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo và cũng khiến cho bạn đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết.
Người làm kinh tế có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận cho công ty. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích đáng tự hào nên có nhiều cơ hội thưởng nóng tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp cho bản mệnh tiết kiệm được một khoản kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Bạn cũng có thể tận hưởng một cuộc sống dư giả và thậm chí là giúp đỡ được mọi người xung quanh. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong thời gian này không được lạc quan vì tuổi tác đã khá nhiều nên không làm những việc quá sức dễ gây nên những tổn thương không đáng có cho cơ thể như căng thẳng thần kinh, đau nhức xương khớp. Đành rằng tuổi này, sức khỏe của quý mệnh chủ đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không mấy quan tâm đến sức khỏe. Hay với một số người thì vẫn còn phải nặng lòng với công việc và chúng ta chưa có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến cho bệnh ngày càng trở nặng. Các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Canh Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho quý vị gia chủ Canh Tý trên phương diện tình cảm, gia đạo cho thấy nhờ cách ứng xử khéo léo và chuẩn mực mà gia chủ ngoại giao tốt, không làm mất lòng ai, thậm chí còn tạo được ấn tượng sâu sắc cho những người đối diện. Tuy nhiên, nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để bản thân bị cuốn theo những thú vui nhất thời và sinh ra những tác động tiêu cực. Trong gia đình, đa số các cặp đôi đều biết quan tâm, chăm sóc và bao dung cho nhau. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn có thể làm mới tình cảm của mình, khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất và tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mộng Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Ngọ, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Ngọ, có nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Canh Tý trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Sửu, có nạp âm Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm Hải Trung Kim.
Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Sửu, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng, để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi 1960 trong tháng 6 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn quả chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.